Bạn có tin vào chuyện luân hồi? Câu chuyện ngay sau đây có thể sẽ thay đổi quan điểm của bạn. Shanti Devi sinh ngày 11 tháng 12 năm 1926 tại một thị trấn nhỏ ở thành phố Delhi, Ấn Độ. Từ khi biết nói, cô bé ít giao tiếp hơn các bạn đồng trang lứa. Mãi đến khi lên 4 tuổi, Shanti bắt đầu tuyên bố ngôi nhà và bố mẹ hiện tại đều không phải của mình. Thậm chí, cô bé còn nhớ rõ ràng các chi tiết về tiền kiếp của mình. Năm 6 tuổi, Shanti yêu cầu bố mẹ đưa mình đến thành phố Mathura để tìm lại người chồng tiền kiếp. Cô bé còn nói với bạn bè ở trường rằng mình đã kết hôn và có một cậu con trai. Sự kiện kỳ lạ này khiến cả trường học và gia đình của Shanti rúng động. Họ không biết cô bé có vấn đề về tâm lý hay luân hồi chuyển kiếp là có thật. Khi đó, giáo viên và hiệu trưởng đã có một vài câu hỏi và Shanti đã dùng phương ngữ Mathura là tiếng địa phương tại nơi mà cô cho rằng kiếp trước mình đã sinh sống để nói rằng chồng cô là một người buôn vải. Shanti không chỉ kể mình đã từng kết hôn mà còn chết 10 ngày sau khi sinh con vì biến chứng. Cô gái nhỏ thậm chí còn đề cập đến ba đặc điểm khác của chồng, đó là đeo kính khi đọc sách, có một cái mụn ở má trái và là người đàn ông da trắng. Hiệu trưởng nhà trường sau đó đã xác định được vị trí của một thương gia ở Mathura tên là Kedinath. Anh có người vợ quá cố tên là Lady Devi. Vợ anh mất 9 năm trước sau khi sinh cậu con trai được 10 ngày. Sau khi bán tín bán nghi, Kedinath đã quyết định gặp cô bé kỳ lạ này. Ban đầu, Kedar đóng giả là anh trai, nhưng Shanti đã nhận ra chồng và cậu con trai của mình ngay lập tức. Sau khi nghe Shanti kể chi tiết về cuộc sống của Kedar với người vợ quá cố, anh đã tin cô bé này chính là hóa thân của Lady Devi. Shanti còn kể kiếp trước cô đã chôn tiền ở một nơi cụ thể trong nhà. Cô đưa cả nhóm lên tầng 2 và chỉ cho họ nơi đó, tuy nhiên không tìm thấy gì. Sau đó, Kedar đã thú nhận anh ta đã lấy đi số tiền sau khi người vợ quá cố qua đời. Đến nay, trường hợp của bà Shanti Devi vẫn là một bí ẩn lớn của thế giới. Không ai thật sự biết bà là một trường hợp luân hồi chuyển kiếp hay thực tế chỉ là bị thôi miên. Còn bạn, bạn có tin vào luân hồi? Subscribe kênh để biết thêm nhiều sự thật.